Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng là đặc sắc bởi vì cô gái tên Vân My của chúng ta đã có lại tất cả mọi thứ khi mà cô quyết định ly hôn với Khánh. Có thể là do đang giúp đỡ cô Nhưng mà cô cũng đang rất là tò mò thắc mắc Người nhắn tin cho cô Báo về chuyện Ngoại tình của Khánh là ai Cô đang tìm hiểu về người đó Và muốn trả ơn Vậy thì cô có biết người đó chính là Đăng hay không Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Bằng cách like, chia sẻ Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 câu chuyện Ngoại tình không sở tác giả Tử Ngôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. vân mi không biết đã bao lâu rồi không có một người nào tâm sự thật lòng và có chiều sâu như thế cô hay trò chuyện cùng với chị ngân nhưng cũng chỉ là qua loa cho chị ngân chửi bọn xấu giúp cô nghe vui tai rồi sau đó cũng vui lên một chút còn bà cầm thì hoàn toàn không giống vậy bà đang mang lại cho cô một sự gần gũi thân mật như người thân mặc dù đôi bên chỉ là lần đầu tiên gặp mặt vân mi có chút xúc động trong tâm mà cũng chẳng hiểu vì sao Cô nén lại cái thứ cảm xúc đang dâng trào đó Rồi đứng lên cúi đầu chào bà Dạ con ngồi đây cũng lâu quá rồi Con xin phép cô cho con đi xuống dưới làm việc Con chào cô ạ à. Ừ thôi Con nói với cô như vậy Thì cô cũng hiểu được tâm ý của con Con cứ đi đi Khi nào rảnh rỗi cô mời con về nhà cô chơi Dạ vâng ạ à. Vân mì gượng gạo dạ vâng Sau đó quay lưng bước đi ở ngoài kia anh em nhà đang nghe thấy cô chào bà cầm đã co chân chạy nép người sau cánh cửa lối thoát hiểm sau đó lần trốn cô đợi cô đi khỏi tuyết lúc này mới huých vai đăng và nói nhỏ vậy mà còn tưởng chị My đã để mắt đến người khác chứ thì ra người đó lại là anh hai của em đang rất muốn mỉm cười hạnh phúc với những gì mình vừa mới nghe được nhưng anh phải ra vẻ nghiêm túc trước mặt cô em gái nhiều chiêu trò nếu không thì à, nó sẽ trêu đùa anh đến mãn kiếp. Này, con nít con nôi, lo mà học hành đi. Chuyện của người lớn, không cần em bận tâm. Cái gì? Em cũng 21 rồi. Anh đúng là ông cụ non. Tuổi của anh người ta còn vui tươi hoạt bát hòa đồng lắm kia kìa. Chỉ có anh là suốt ngày mặt mày câu có, lạnh nhạt rừng rưng với mọi thứ mà thôi. Em nói nhiều quá rồi đấy. Thôi, anh đi làm việc đấy. Ơ cái anh này, tính tỉnh như vậy đấy. Mà đòi có người yêu à? Đăng lắc nhẹ đầu, sau đó lướt đi qua tuyết. Vừa qua khỏi, là khóe môi của anh cũng nhoèn miệng cười, mang đầy ngọt ngào, tình tứ. Ở một hoàn cảnh khác, Khánh đang trong phòng làm việc của anh Trọng Trường Phòng, nhìn hết mặt của Trọng căng thẳng, vô cùng nghiêm trọng. Át hẳn là có chuyện gì đó không ổn. Dạ Trường Phòng, anh gọi tôi vào đây có việc gì ạ? À? Trọng đẩy cây kính cận lên cao, cho rõ tầm nhìn rồi trầm giọng nói. Cậu làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Dạ 5 năm rồi ạ. À? Năm 5 năm. Cậu còn biết là mình đã làm được 5 năm rồi sao? Cậu nhìn xem, cái này là cái gì? Nói xong Trọng liền vứt lên bàn một sấp hồ sơ dày cộp, trong đó đã có vài trang được Trọng gấp làm dấu. Khánh nhìn sấp tài liệu kia mà thoáng trao mày, bởi vì đó là tài liệu mà anh đã nộp cho Trọng vào sáng nay trưởng phòng à chuyện này chuyện này là sao cậu còn không hiểu sao cậu làm bản chiến thuật kinh doanh trong quý tới đã hơn một tháng nay mà vẫn còn sai sót lớn như thế này nhớ đầu chuyện này bị đồn xa lên tới phòng giám đốc thì cậu nghĩ tôi và cậu có được mấy cái nhà để bán để đền bù cho công ty ờ, chuyện này chuyện chuyện này cái gì đến cái tên của công ty đối tác mà cậu còn ghi sai không những một lần mà tới tận năm lần cậu làm việc lòng là ngủ quên à hay là bận làm những chuyện trái đạo lý nên cậu quen bén đi mất cách làm bàn kế hoạch này mà lên tới phòng chủ tịch cậu nghĩ rằng hậu quả ra sao cậu và tôi có gánh vác được không khánh lật ngang lật dọc những tờ giấy kia mà mặt mày của anh xanh ngắt đây vốn không nên là lỗi sai của nhân viên phòng kinh doanh vậy mà anh cũng để xảy ra lỗi lớn như vậy thật đúng là không thể nào bỏ qua tôi chuyện này Cậu không cần đứng ở đây Mà tôi biết trả tôi Tuy chủ tịch chưa phát hiện ra Nhưng một lãnh đạo cấp cao Đã biết chuyện này l l Lãnh đạo cấp cao Là ai? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Vị lãnh đạo đó muốn xử lý chuyện này ra sao? Còn thế nào nữa Họ đã quyết định là đuổi việc cậu rồi Cậu không cần phải hỏi lý do Bởi vì trong văn bản sa thải nhân viên Sẽ có phần lý do ở đó Sao lại như thế? Lỗi cô nghiêm trọng thế nào Thì tôi đáng bị kỷ luật thôi mà Bất quá thì trừ lương hoặc là giảm lương Làm gì có chuyện nói sa thải là sa thải chứ Tôi tôi không chấp nhận được Cậu nói với tôi để làm gì Cậu không chấp nhận ấy. Cậu làm gì được cấp trên Tôi nói cho cậu biết Họ đã nghe rất nhiều tin đồn xấu về cậu Nên nhân lần này họ muốn đuổi việc cậu Để làm sạch công ty đấy Tin đồn nữa Nếu là nghe tin đồn thì càng không có quyền đuổi việc tôi họ có bằng chứng gì không mà đuổi việc tôi chứ này cái cậu khánh kia nếu là nghe đồn ấy thì tôi thấy bình thường người cậu ấy chắc cũng được lắm nhưng bây giờ tôi mới thấy cậu không được như tôi nghĩ nhân cách của cậu theo tôi thấy nó thối tha lắm rồi này anh trọng anh ăn nói cho cẩn thận trọng lúc này cũng không cần nhân nhượng dù gì trọng cũng làm theo chỉ thị của ai đó thôi nên anh chả có gì phải sợ Trọng đẩy ghế đứng lên, đi tới trước mặt Khánh, rồi mặt đối mặt với anh ta. Tôi cứ ăn nói như vậy đấy, cậu làm gì được tôi? Bây giờ cậu là người không có tư cách để nói nhiều ở đây. Mau quay về dọn dẹp rồi nhận giấy sa thải đi. Khánh hắn cũng không chịu thua, hắn nghênh mặt và đáp lại Trọng. Tôi không đi. Tôi đi gặp cấp trên, mà anh nói sau đó, nói hết lý do của mình. Cậu đi đi, đi gặp đi. Để họ vừa đuổi việc Vừa bắt cậu đến tiền Tôi đã vạch ra con đường ngắn hơn cho cậu Mà cậu lại không chịu đi Thì tôi chịu Nào cậu đi đi à, Anh 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 cái gì Cậu phát điên ở đây cũng vô ích thôi Mau đi chuẩn bị đi Còn kịp đấy Giật cầu trọng liền nhàn hạ bò ra ngoài Cùng với một nụ cười đều Khanh đường đó hậm hực mà không làm gì được Bè nắm chặt sấp tài liệu ném mạnh xuống đất Một lúc sau anh ra chỗ ngồi Anh thừa người ra đó Mãi chờ tới khi nhân viên phòng nhân sự Đưa thư sa thải tới Linh kế bên vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra Nên cô ta bước sang hỏi nhỏ Anh làm sao đấy Cô Cô biến đi Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi Sao phải gắt gỏng thế Tôi nói một lần nữa là cô mau biến đi Biến ra chỗ khác Cô có hiểu tiếng người không Đăng mới quay về phòng khi nhìn thấy cảnh này thật ra anh đã nhận được tin báo rằng khánh bị đuổi việc nên cảm thấy rất hài lòng anh ung dung đi về chỗ của mình rồi ngồi đó có vẻ thành thơi nhưng điều đó lại khiến cho khánh để ý tuy vậy khánh cũng không có lý do gì để kiếm chuyện với đăng linh bên cạnh lúc này vẫn ỉ ôi nói chuyện trong khi khánh đang tức điên người cuối cùng anh đẩy cánh tay trên người mình khiến cho linh mất đà thụt lùi ra sau vài bước mọi người trong phòng cũng hiếu kỳ ngước nhìn về bọn họ. Bây giờ đang mới phì cười, rồi nhìn vào màn hình vi tính, nói phong long. Một thằng đàn ông ruồng bỏ vợ con, đi theo nhân tình bẩn thỉu Bây giờ lại dở cái thói vũ phu với cả nhân tình của mình cơ à? Âu thì cũng là cơn thèm khát nhất thời, nên bây giờ chán ghét hết mà thôi. Trong cơn bực tức tuôn trào, Khánh nghe thêm những lời đang nói, lại càng điên tiết, Khánh đi tới chỗ Đăng, nắm lấy cổ áo của Đăng, kéo anh đứng lên và đanh nghiến. Thằng nhãi danh, mày vừa nói cái gì? Ai là nhãi danh? Tới lúc này vẫn chưa biết được đâu. Mày có tin tao nhịn mày lâu lắm rồi. Bây giờ mày còn kiếm chuyện. Mày có tin tao đập cho mày một trận không? Khi mọi người chưa kịp tới can ngăn, thì một nhóm bảo vệ ở bên ngoài đã chạy vào như đã biết trước được tình hình này xảy ra. Thiếu gia thiếu gia anh không sao chứ ạ à? thiếu gia nghe nhóm bảo vệ hô hoán rồi chạy đến tách hai người ra ai cũng ngạc nhiên với danh xương đó thiếu gia sao bảo vệ của công ty sao lại gọi đăng là thiếu gia nhỉ ai cũng đang dối não vì chuyện trước mắt thì đăng đã đứng sau nhóm bảo vệ nhét hai tay vào túi và lên tiếng khánh này anh nên nhớ kẻ mạnh không cần về phô trương chỉ có kẻ yếu mới khua môi múa mép bây giờ thì mời anh đi cho mấy anh bảo vệ này sẽ giúp anh mang đồ đạc xuống đó bắt đầu đi M mày như thế này là sao chuyện như thế này là sao chứ nhóm bảo vệ người kéo khanh xuống dưới người thì thu dọn đồ dùng cá nhân trên bàn cho anh sau khi khánh đi khỏi linh vẫn còn đứng đó như trời chồng mọi việc xảy ra cô không dám lên tiếng bởi vì sợ sẽ bị vạ lây xong xuôi đang nhìn ra được điều đó nên quay sang nói với cô ta còn cô, cô Mỹ Linh, lúc trước tôi gọi cô một tiếng chị, nhưng mà sao tôi nghe ngượng miệng quá. Tôi nói cho cô biết, rồi cô sẽ chịu hết những hậu quả mà cô đã từng gây ra với nhiều người khác. Cô cứ ngồi ở đấy mà đợi quả báo tới đi. Khánh bị đẩy ra khỏi công ty với một mớ đồ hỗn độn. Lúc đi ngang qua quầy tiếp tân, Mì có thấy, nhưng cô mặc nhiên không thèm nhìn, mặc dù tâm của cô có một chút sao động khánh thì thêm một phen nhục nhã ê chề nên dù tức giận cũng không dám ngừng mặt nhìn ai anh vào nhà xe chất đồ đạc lên đó sau đó chạy về nhà cửa thang máy vừa mới mở ra anh vừa mới đến trước cửa nhà mình thì thấy có rất đông người đang tập trung ở đó cửa nhà anh cũng bị người ta mở toang đồ dùng bên trong cũng đang bị họ rời đi khỏi thấy như vậy anh liền hốt hoảng chạy tới và hét lớn này các người ban mày ban mặt Các người tới nhà tôi ăn trộm như vậy là sao chứ Nghe như vậy một người đàn ông trung niên Mặc vest đen Quay qua nhìn Khánh và nói Anh có phải là Lê Trọng Khánh Sống ở số nhà 124 Tầng 32 Của tòa chung cư Trung Nghị Cũng tức là căn nhà này không Đúng Thì sao Các người là ai Tại sao các người lại lục tung nhà tôi lên Vâng xin chào anh Chúng tôi thuộc bộ phận thi hành luật sau vụ kiện ly hôn của anh Thì căn nhà này được xử thuộc về cô Nguyễn Vân My Hôm nay là ngày thực thi đối với chủ Nhưng mà chúng tôi không liên lạc được với anh Vì vậy theo lời của chủ mới Chúng tôi phải đến đây giúp cô ấy dọn dẹp Các, các người Các người vừa nói cái gì Khánh nghe xong hoang mang tột độ Anh cố gắng suy nghĩ Cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra Tại sao anh chưa hề nghe về quyền sở hữu căn nhà này sẽ được xử lý cho ai. Vậy mà đùng một cái thì nó chuyển chủ. Nói đổi là đổi như thế khiến cho anh không chấp nhận được mà ra sức ngăn cản bọn người đang dọn đồ đạc của anh ra ngoài. Các người, ai cho các người lấy đồ của tôi? Các người có tin tôi báo công an hay không? Mấy người không hiểu tiếng người à? Mau bỏ đồ của tôi. Bỏ lại, bỏ lại cho tôi. Khánh gào thét rồi ngăn cản họ như một kẻ bấn loạn đầu óc. Được một lúc những người kia bị Khánh làm rối loạn hết mọi thứ Nên nổi giận Không tiếc sức Đẩy mạnh anh ra chỗ khác Khiến cho anh ngã nhào Cái thằng điên này Bọn này chỉ làm theo luật Và mệnh lệnh Mày đứng ở đây la ó cái gì Khánh vẫn chưa thể tin được Mọi sự thật trước mắt Nên lắc đầu ngồi ngồi Trong mắt đào lộn ngược xuôi Sau đó đứng lên đi tới chỗ người đàn ông trung niên lúc nãy Nắm lấy cánh tay và van xin này ông ông làm ơn nói cho tôi biết tôi phải đi đâu khiếu nại để giành lại chỗ này chứ cái gì tôi có thể mất nhưng căn nhà này thì không căn nhà này là do tôi à à không do mình tôi do tôi vất vả khổ sở kiếm tiền ra để mua nó bây giờ nói mất là mất như vậy thì tôi biết sống làm sao đây tôi tôi xin ông phiền anh đừng có gây rối ở đây căn nhà này đã được tòa án thông qua vụ kiện tụng và ký duyệt anh có đi khiếu nại chỉ mất thêm tiền và phí thời gian. Tôi không biết chuyện của anh thật hư ra sao, nhưng một người đàn ông chân chính không nên dành những điều tốt nhất cho riêng bản thân mình. Ly hôn thì ly hôn, nhưng vợ cũ của anh đã lên tiếng xin sỏ căn nhà này rồi. Anh có tự hỏi, vợ anh một khi dọn ra khỏi đây thì nương náu ở đâu chưa? Hoặc là vợ anh thoát khỏi vòng tay bao bọc chở che của người là chồng, chính là anh đấy, rồi cô ấy sẽ như thế nào? Tôi thấy anh từ đầu tới cuối đều lăm lăm vào căn nhà này như thể chỉ có mình anh Là mua nó Làm anh hạnh phúc chỉ có nó Tôi nghĩ rằng tòa xử như vậy Thì cũng là công tâm thôi Họ đang thực hiện pháp lý Theo nghĩa công và tâm rồi đấy Tôi... Tôi tôi cái gì Tôi nói thì cũng nói xong rồi Cậu nghe thì cũng nghe xong hết Vậy thì mời cậu đi ra khỏi đây Chúng tôi còn phải tranh thủ làm việc cho xong Trong ngày hôm nay là phải xong rồi đấy Đến bước này Khánh không còn gì để nói Cho dù tâm can có đang gào thét Và rằng co lại căn nhà này Nhưng về tình về lý Cơ bản anh đều không có tư cách Để giành lấy Bây giờ anh biết phải làm sao đây Khánh nhìn một lần nữa vào nhà mình Mà tiếc nuối đau lòng Việc anh đứng đây gây cản trở họ Nên cũng bị vài công nhân đẩy ra ngoài Khánh mím môi đè nén cơn giận Rồi bỏ đi mất Không thèm nhặt lại Mớ đồ dùng bị rơi khi nãy vừa bước xuống lòng đường cơn thịnh nộ đang lên đến đỉnh điểm thì thắng lại xuất hiện ở đâu đó chờ sẵn anh thấy khánh đi xuống thắng liền đi tới kéo vai của khánh và một con hẻm vắng gần đó này buông tao ra mày đang làm cái gì thế hả thằng điên này mày im cái miệng chó của mày đi tao đang có ý tốt để cứu giúp cuộc đời của mày mày đừng có mà kiếm chuyện với tao mày có chuyện tốt gì mày nói đi Tao biết mày vừa mới mất việc, nhà mày cũng vừa bị người ta cướp mất. Mày biết tại sao không? Bởi vì mày ăn ở với con Linh, con đấy nó là gái điếm. Mày ở với nó đương nhiên là mày suối quầy rồi. Như tao cũng vậy đây này. Mặt khác là do mày nghèo, mày không có tiền, không có quyền. Mày thử mày có tiền rồi, mày đút lót mỗi chỗ một ít xem. Coi mày có tiếng nói không thì mày biết ngay. Tao nhìn ra được vấn đề của mày, nên tao muốn giúp mày. Tao có cách kiếm tiền nhanh lắm mày có muốn thử hay không khanh vốn không muốn nghe thắng nói nhảm nhưng sự thật là thắng đang nói hết những chuyện đang canh cánh trong lòng của khánh đang lúc không biết giải quyết thế nào thì thắng lại nói rằng có giải pháp giúp cho anh và phản ứng đầu tiên của một kẻ không chấp nhận được chuyện mình đột nhiên mất hết tất cả đó chính là tin khánh đã thật sự tin vào thắng có việc gì mà kiếm tiền được nhanh buôn bán ma túy à không Tại sao tao có thể buôn bán ma túy? Tao không làm gì phạm pháp, mày chịu ấy thì đi theo tao, tao chỉ cho mày. Chắc chắn trong 3 ngày là mày có đủ tiền để mua lại căn nhà đó. Sao? Đi theo anh là đi đâu? Phải làm gì mới được chứ? Mày hỏi nhiều nhè. Tao cũng đi luôn, mày lo cái gì? Mày không đi thì thôi, tao đi một mình. Nói nhiều ấy, bởi vậy, mày trả được cái tích sự gì cả? Nói dứt câu Thắng liền lắc đầu bỏ đi. Khánh đứng ở phía sau thấy như vậy cũng dối chân, không biết nên theo hay là không đây. Nửa không muốn theo vì Thắng là một kẻ gian. Không biết rồi hắn sẽ dẫn anh đi làm chuyện gì trái ngoáy. Nửa lại muốn đi, bởi vì ít nhất vẫn còn đường giúp anh cứu Nguy trong tình cảnh dầu cạn đèn. đắn đò một hồi, Khánh cũng lựa chọn được một quyết định. Đó chính là đi theo Thắng. Này, anh chờ tôi theo với thắng đưa khánh đến sòng bạc casino sát biên giới như lời đã nói với tên tam khánh chưa bao giờ đến được nơi cờ bạc nào mà náo nhiệt như hội trợ thế này xung quanh là vô vàn tiếng người la hét và cổ vũ khắp nơi nhìn trên nhìn dưới đều là những bài bạc với sự góp mặt của cả chục người tổng thể tầng trệt và tầng trên kết hợp với nhau chắc phải hơn một nghìn người chứ không ít khánh cảm thấy sợ nơi này bởi vì anh đang còn ý thức được Đây vốn là nơi anh không thể nào tới Càng đi sâu vào trong Tiếng hò tiếng hét lại càng rõ Điều đó lại càng khiến cho anh sợ hãi Kéo tay của Thắng lại Anh nói đưa tôi đi kiếm tiền Là tới đây đánh bạc sao Chưa mà anh nghĩ đến đây để chơi gái à Anh bị điên à Đây là chỗ không phạm pháp Mà anh nói sao Nếu bị bắt ở đây Là ở tù mọt gông Thôi 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 anh chơi đi Tôi xin cứu, tôi đi về. Nói là làm ngay, Khánh quay lưng đi khướt. Thắng lúc này đã đưa được con mồi đến. Theo lời của tiên Tam nói rồi, thì làm sao có thể dễ dàng để cho sòng mất như vậy. Hắn nhanh tay kéo Khánh lại rồi rúi vào tay của Khánh một sấp tiền với mệnh số lớn nhất. Này, tại sao mày nhát như thỏ đế thế? Thì đúng là đánh bạc là phạm pháp, nhưng mày nhìn xem, ở đây đông như vậy có ai sợ không? người ta xử lý bên pháp lý thế nào rồi thì con bạc mới dám công khai tụ tập lên cả hàng nghìn người chứ đi đi mày không có vốn đúng không tao cho mày mượn bao nhiêu đây mày cầm đi tập tành mà chơi mai mốt kiếm được nhiều lúa nhớ phải chia cho tao ăn một mình tao xẻ mày ra làm đôi xong xuôi thắng tự đoán chắc là khánh sẽ cầm số tiền đó và đi vào chơi bài bạc bởi vậy không cần nói nhiều mà đi vào chơi phần của mình. Bởi có mấy ai vượt qua được cám dỗ của chính mình. Một kẻ mất hết tất cả trong một chốc một lát. Tiền lại khi không lại nằm trong tay mình. Trước mắt lại là lối đi duy nhất. Để mà cứu vãn đại cục thì thử hỏi Khánh có xa chân vào hay không? Và rồi Thắng đã đúng. Khánh đã trần trừ, đã lo sợ. Nhưng sau đó anh ta lại đi sâu vào bên trong rồi đi qua từng bàn đánh bạc. Sau đó là đặt tiền từ số nhỏ cho tới con số khổng lồ khi mà con ma đỏ đen đã dần dần đi thẳng vào trái tim của anh ta bên trong một căn phòng tối đen ảm đạm thắng vừa hé cửa bước vào lúc này cúi đầu lên tiếng dạ người anh muốn tôi đưa đến tôi đã đưa đến rồi vậy tiền lãi của tôi hôm trước tôi nói thế nào thì bây giờ cứ như vậy còn cái thằng đó nó đến đây rồi thì nó chơi bao nhiêu cứ để cho nó chơi nói với nó chuyện tiền nong không cần nó bận tâm hết tiền thì bảo nó lên đây tao cho vay mày hiểu chứ dạ vâng em hiểu anh tam vậy em xong việc rồi có phải không anh em cũng đang ngứa tay quá khi nãy em nghe lời anh em đưa hết tiền cho thằng khánh nó chơi rồi nên bây giờ thằng vừa nói vừa cười trừ và gãi đầu tên tam kia hiểu ý bèn nhếch môi một cái rồi đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em. Lát sau một tên từ ngoài đi vào, mang đến cho Thắng một ít tiền. Thắng mừng rỡ nhận lấy và cúi đầu gật lia lịa. Em cảm ơn anh ta, cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ sớm trả lại anh ngay ạ. À? Không cần, mày cứ giữ lấy mà chơi. Ở đấy có 20 triệu, xem như là tiền tao thưởng cho mày, bởi vì mày đã đưa một vị khách tới đây. Mày ra ngoài đi. Ờ, à, vâng vâng thế thì tốt quá em đi ngay đây có việc gì anh cứ gọi em à tiên tam xua tay tỏ ý bảo thắng mau đi ra ngoài thắng thì khỏi nói hắn thấy tiền là đôi mắt sáng rực sợ chạy xuống cờ bạc còn không kịp chứ ở đấy mà chờ lệnh của tiên tam ở bên dưới casino khánh đã quen với mấy trò đỏ đen này rồi anh ta bắt đầu mạnh tay đặt cược hơn ban đầu nhưng mới đầu còn được ăn vài ván sau đó thì đen đùi. Nên cứ thua, cứ thua và thua. Mới đến chập tối, tức là mới được nửa ngày, anh ta đã thua sạch bóng. Khi đã không còn đồng nào trong túi, anh ta mới giật mình nhớ lại. Đây là tiền mà tên thắng đưa cho anh, cũng không biết là tiền cho hay là tiền mượn. Mà một số tiền lớn, tận vài trăm triệu, thì chắc chắn là hắn cho mượn rồi. Bây giờ, anh đã lỡ, muốn chơi như thế này, chơi hết rồi, thì biết làm sao đây khánh vò đầu bứt tai hoang mang tột độ khi nhận ra rằng mình đang mắc nợ một số tiền khung bây giờ công việc không có nhà cửa lại trả con mà lại còn mắc nợ cả trăm triệu thì anh ta biết phải làm sao cho dù muốn gỡ gạc cũng chẳng còn gì để đặt ngoài cái tấm thân trên răng dưới gối hắn ta đang vứt rứt chưa tìm ra lối thì bên vai có ai đó vỗ vào anh ta giật mình quay ngoắt lại thì thấy đó chính là nhân viên của casino có chuyện gì vậy anh anh vừa thua hết tiền có đúng không ờ à, vâng sao thế à bên chúng tôi có dịch vụ cho vay anh có muốn vay để gỡ gạc lại không vậy, vậy sao tôi thầy khánh dù có trần trừ nhưng mà có vẻ bị lay động bởi vì con bạc trong đây ai rồi cũng bị như vậy nên chàng nhân viên kia lại nói tiếp quyết định nhanh đi chúng tôi không có nhiều thời gian thua rồi thì vay tiếp để gỡ chứ cứ như anh đấy, chỉ có mà thua đến xúc quần tôi đi rồi là mất lượt vay tiền thì dáng chịu nhé tôi đi đây khánh vừa run vừa sợ nhưng lại càng muốn gỡ gạc anh nhân viên nói không sai thua là phải gỡ là lẽ thường vì vậy hắn ta liền gật đầu được tôi vay Phiền anh giúp tôi Làm thủ tục vay đi Đấy Chuyện gì đơn giản như thế thôi mà Anh đi theo tôi Vân My từ lúc trở về nhà tắm rửa xong Thì cô cứ nhốt mình trong phòng trầm tư Rất rất nhiều chuyện Những gì bà cầm nói Tại sao có thể tâm lý đến như vậy chứ Nghĩ lại thôi Mà cô cũng thấy ấm lòng Khi nói chuyện xong với bà Lúc đi về chỗ làm việc Tâm tình của cô đã ổn định Một phần nào đó nhưng rồi mọi thông tin về Khánh cứ bị hết người này đến người kia đồn thổi truyền qua tai nhau, lại khiến cho cô bận tâm. Bây giờ ngồi đây sát bên cửa kính, nhìn ra không trung, trời đêm đúng là rất đẹp, yên bình và mộc mạc. Tự dưng lúc này cô lại cười, cô cười chính mình. Hóa ra khi yêu thì luôn cố chấp như vậy. Dù người ta có làm đau mình như thế nào thì hình ảnh người đó vẫn cứ mãi khắc sâu vào trái tim của mình không thể nào gỡ bỏ khánh trăm sai ngàn sai ngay cả vị trí đặt trong tim của cô cũng sai nhưng biết làm sao khi hình bóng của anh cứ lờn vờn trong đầu mà cô không tài nào ngắt ra được nhiều lúc cô cũng rất hận chính mình hận mình tại sao lại nhu nhược sao lại có thể một mình chịu đựng lâu như thế đáng lý ra ngay từ lúc đầu khi anh đã ngày ngày lạnh nhạt hờ hứng thì cô phải đủ thông minh để hiểu ra rằng Cả hai đã không còn hợp nhau mới đúng chứ Tại sao Tại sao cô cứ giả vờ làm ngơ Tự làm đau chính mình Rồi miệng lại nói hận anh Muốn quên anh Nhưng lại đêm đêm nhung nhớ Rõ ràng cô là người vô hình Giữa hai người họ Từ lâu rồi Cốc cốc Tiếng gõ cửa vang lên Là cánh cửa Cũng được bật mở Chị Ngân thấy hôm nay tâm tình của cô không tốt sợ cô nghĩ quẩn nên cố tình vào xem sẵn tiện trò chuyện cùng với cô chị bước đến ngồi cạnh cô sau đó thở dài hai hôm nay thấy thằng khốn đấy bị đuổi đi khỏi công ty nên mày lại thương tình có đúng không nói không có thì không đúng chị ạ à? có chứ em có rung động và thương cảm nhưng mà không sao đâu chắc đó chỉ là cảm xúc thoáng qua anh ấy đối với mẹ con em như vậy thì làm sao có thể để tâm đến anh ấy nữa. Mày nghĩ được như vậy là tốt. Mà này, chị thấy thằng Đăng ấy, nó cũng quấn mày. Mày cũng nên nhòm ngó tới thằng bé một chí, chứ để như vậy tội nghiệp lắm. Chị Ngân nhắc đến Đăng lại khiến cô nhớ đến bà Cầm. Tự nhiên vì đề từ chối khéo, để cho bà Cầm không tiếp tục nói chuyện trai gái kia mà cô đã lôi kéo Đăng xuống nước. Giờ nghĩ lại mới thấy sợ, sợ bà cầm tự dưng đi tìm đăng nói chuyện thì đó không hay cô biết nói làm sao để cho đăng hiểu đây nghĩ vậy cô liền tỉnh ra hẳn rồi nói với chị chị nhắc em mới nhớ lúc chưa đi lên bà cầm em có nói em thích đăng không biết bà cầm có đi nói bậy bạ không nhỉ sao lại nhắc tới thằng đăng này bà ấy hỏi chuyện gì mà mày lại cắt cớ như thế thì có hỏi vài chuyện chả biết là đùa hay thật nhưng mà thôi chắc không sao đâu nhở Em cũng không quan tâm cho lắm Bỗng lúc này tiếng điện thoại của chị Ngân Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người Chị Ngân vừa lấy ra xem dãy số trên đó Thì bên cạnh Vân My Lại trừng mắt ngạc nhiên Chị Ngân Là ai đang gọi cho chị thế Ơ ờ, cái con này Mày bị sảng à Tên chị lưu bự trả bá như thế này Mày không nhìn thấy à Đang Là đang gọi á Chưa còn ai nữa à này, mày đi đâu đấy? Đang nói chuyện với chị Ngân thì Vân Mi toang bỏ đi như mà đuổi, khiến chị Nhân hết hồn và gọi lớn. Tưởng cô đi đâu không ngờ, cô lại đi tìm điện thoại của mình. Bấm ra vài động tác, rồi đưa đối chứng với điện thoại của chị Ngân. Chị Ngân, chị đưa cho em xem nào. Xem cái gì? Mày làm cái gì mà thần bí? Làm chị hồi hộp. Có chuyện gì? Thôi đúng rồi, không ngờ được lại là chính cậu ta. Có chuyện gì đấy? Mày đang nói cái gì thế hả Mi? Vân Mi thất thần trả lại điện thoại cho chị Ngân, sau đó nhẹ giọng. Chị Ngân này, thì ra người luôn giúp em tìm ra chứng cứ, chuyện của Khánh và con Linh, lại là Đăng đấy. Hình ảnh và video ai đó gửi đến cho em, hóa ra chỉ toàn là Đăng gửi. Sao? Mày đưa cho chị xem nào? Chị Ngân cũng ngạc nhiên nên với lấy hai cái điện thoại trên tay của mi để xem cho kỹ nhìn qua số điện thoại trong phần tin nhắn kia cùng với số điện thoại mà mình đang ở trong điện thoại quả thật đúng là một người chị ngân xem xong mà phì cười thích thú thì ra là nó vậy mà nó để ý mày lâu lắm rồi nhỉ chắc tại lúc đó mày là gái có chồng nó không tiện ra mặt bây giờ thì khác rồi nên là nó liều lĩnh nó ra mặt đấy chứ mày thấy không Người tốt như vậy ở gần bên mà mày không nhìn thấy. Đứa ác nhân thất đức ở xa tít ở đâu đâu, mày cũng tưởng tận cho được. Này cầm lấy, biết người ta có tâm với mày như vậy rồi, thì nên nói với người ta một câu cảm ơn. Chị Ngân nhấn gọi cho Đăng và đưa cho mi mi mới đầu không biết nói gì và không biết xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng theo quan tính cô cũng nhận lấy. Được vài giây thì bên kia đã có người lên tiếng chị mi ngủ chưa chị lúc chờ em thấy mặt chị mi buồn thiêu có chuyện gì sao ạ à? cậu có chuyện gì sao không gọi thằng cho tôi mà lại gọi cho chị ngân để hỏi tôi chứ đang gọi cho chị ngân nhưng đột nhiên nghe được giọng của vân mi khiến cho anh giật mình nhìn lại xem mình có lộn số hay không khi thấy mình gọi đúng rồi anh mới hiểu ra vấn đề ơ ừ, sao chị lại nghe điện thoại của chị ngân sao tôi nghe điện thoại của chị ấy thì không được à Ừ, không phải thế em chỉ thấy lạ thôi chị thế nào lúc chiều em thấy chị không được vui có chuyện gì xảy ra với chị à ngày khoảnh khắc biết ân nhân giúp mình vạch mặt Khánh và Linh là Đăng thì cảm xúc của cô rất lạ cứ bồn chồn và hồi hộp tim đập nhanh mà không hiểu lý do là gì bây giờ nghe Đăng quan tâm mình mặc dù chỉ là vài lời nói thôi nhưng tại sao cô nghe ấm áp đến vậy Đăng này tôi muốn gặp cậu bây giờ sao ừ đúng ngay bây giờ vậy thì được rồi để em chạy sang nhà chị ngay bây giờ tôi đợi cậu tới Cục máy xong đang liền chuẩn bị qua nhà chị ngân đến để gặp Vân Mi hiếm khi nghe Vân Mi muốn gặp mình gấp như vậy nên anh vô cùng vui sẵn đang mặc chiếc áo thun đen đơn giản cùng với chiếc quần jean anh lấy vội thêm cái áo khoác tiện tay lấy chìa khóa cái chiếc xe số cà tàng rồi chạy đi ngay. Giữa đêm giữa đất thành phố ồn ào tấp nập, dù đã vào giữa đêm, không khí dù có lạnh vì sương xuống mờ ảo, nhưng con tim anh thôi thúc, muốn đến nhà chị Ngân thật nhanh để gặp cô. Nhờ đến chuyện lúc trưa cô nói với mẹ mình, giờ thêm việc cô chủ động, muốn gặp anh, khiến cho đang cười một mình mãi. Nhưng đoạn đường đi đến tình yêu của anh dường như không được suôn sẻ nó gập ghềnh như đường đá lên dốc núi. khi có một chiếc xe máy khác chạy cùng chiều dừng đèn đỏ, nhưng lại thắng gấp mất đà, lao thẳng vào xe cổ đăng, choàng choàng. chết rồi chết rồi, có tai nạn rồi. mọi người đâu? mau ra giúp người ta đi. hai chiếc xe va vào, vào nhau nghe choàng choàng khắp một vùng, hai người cầm lái cũng thuận đà văng ra xa một đoạn. sau đó là tiếng hô hoán của nhiều người chứng kiến ở đó mọi người giúp dựng xe của cả hai lên một số khác đến đỡ hai người người đâm vào anh có vẻ say xỉn nhưng cú va chạm chỉ khiến cho hắn ta rớt xuống đường nên chỉ bị xây sát nhẹ còn đăng anh bị đâm trực diện nên bị văng ra xa chiếc áo khoác bị trượt rách một đoạn dài tay và mặt anh cũng bầm tím có chỗ còn rách toạc sớm máu một người đỡ anh dậy thì thấy sau tay anh có một vết rách dài đang chảy máu thành dòng nên hốt hoảng gọi lớn nhanh lên gọi cấp cứu đi cậu trai này không sao chứ này cậu chảy máu quá nhiều rồi nói rồi bác ấy đỡ anh đứng dậy cầm điện thoại gọi nhưng lại bị anh ngăn cản con không sao đâu con ổn lắm bác ổn cái gì mà ổn máu chảy nhiều như vậy mà ổn cái gì con con còn có chuyện gấp con phải đi còn không sao đâu ạ à? Đăng lắc đầu vài cái cho tỉnh táo Rồi lại gượng người đứng lên Lúc nãy còn không sao Bây giờ đứng lên anh mới thấy Cả người đau nhức khắp nơi Đã vậy còn choáng váng không nhìn rõ đường Anh cố đi vào lề đường ngồi xuống đó Rồi bấm điện thoại cho ai đó Mãi một lát sau Lại nghe anh nói Anh Đinh Mau chạy qua vị trí tôi gửi Giúp tôi giải quyết một số chuyện rắc rối ở đây đi. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Cụp máy và nhét vào trong túi quần. Đang nhăn nhó đưa tay ra sau phần tai đang bị đau. Đau đến tê dại của mình. Lúc sau anh mới thấy nguyên bàn tay đó của mình chỉ toàn là máu. Đang thở dài cô lấy lại bình tĩnh. Rồi sợ mi sẽ đợi lâu. Nên anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Chị chịu khó đợi em một chút. Em đang bị tắc đường. Em sẽ đến nhanh thôi Xong xuôi anh liền cởi phăng cái áo khoác Đã rách kia Rồi trườm lên vết thương trên cổ Có lẽ nó đang đau rát nhiều lắm Nên mặt mày của anh cứ cau lại khó coi Không lâu sau chiếc xe của anh Đinh cũng đến Vừa mới bước xuống xe Anh Đinh hốt hoảng Thiếu già trời ơi Cậu làm sao thế này Tôi không sao đâu Anh ở đây giúp tôi giải quyết vụ giao thông này Tôi lấy xe đi trước Bởi vì tôi đang có việc gấp cần phải đi nhưng cậu bị như thế này mà đi đâu chứ? Chuyện ở đây, cứ mặc kệ nó đi. Tôi phải đưa cậu đến bệnh viện. Lại, lại vết thương thế này. Phải khâu thôi. Đang không an tâm anh Đinh đang nói gì mà vội vàng giật lấy chìa khóa trong tay sau đó bỏ đi. Tôi nói không sao là không sao. Anh cứ lo giải quyết đi. Nhớ là không để cho ba mẹ tôi biết chuyện. Này, thiếu gia, Thiếu gia à? Cậu đi đâu thì phải nói cho tôi biết chứ. Lái xe trên đường mà máu cứ tuôn Khiến tầm mắt của anh bị hạn hẹp Chiếc xe cứ như vậy loạn choạng Lao trên đường phố Khiến cho ai nấy đều phải giật mình Xe đóng kín cửa Nên anh không hề nghe được tiếng người lao ó chửi bới Rằng là thằng điên này Thằng điên kia Đến lúc anh tự nhắm mắt Không thể nào tiếp tục được nữa Anh mới chịu tấp xe vào Một hiệu thuốc lớn Lúc anh đẩy cửa bước vào Nhân viên bên trong cũng vội vàng chạy ra đỡ anh và lo lắng. Này anh kia, anh không làm sao đấy chứ. Đang khoát tay mình, nói rằng không sao. Sau đó được cô nhân viên đỡ đến ghế, sát quẩy thu ngân, ngồi xuống đó. Đang ngồi khom người chống tay. Sau đó nói ngay. Cô, cô xử lý vết thương giúp tôi. Sẵn mua giúp tôi một bộ quần áo khác, có được không? Cô nhân viên nhìn đến, sơ qua vết thương bị rách, thì ngao ngán lắc đầu. Anh này, Vết rách này anh phải đến bệnh viện và khâu thôi. Nếu không nghĩa à, miệng vết thương hở to và sâu như thế này. Tôi không có đủ chuyên môn để xử lý. Tôi chỉ là dược sĩ, tôi chỉ bán thuốc thôi. Không cần rắc rối. Cô giúp tôi cầm máu lại là được. Đây, tiền của cô đây. Đang buông vài câu lạnh lùng rồi đặt xuống bàn một sấp tiền. Cô nhân viên mới đầu còn chần chừ không dám nhận bởi vì trong tiệm có đầy dãy camera. Nhưng nghĩ lại, đây là do cô muốn cứu người Mới nhận tiền khách Nên cô vội vàng chộp lấy và chạy ra ngoài Lúc đi ngang qua cô thu ngân Cô cũng không quên dặn dò Này Cậu ra kia giúp anh ta cầm máu đi Tôi đi mua giúp anh ta quần áo Chị Nhi có tới đón Thì bảo là chị ấy đợi tôi một chút nhé Ừ tôi biết rồi Ninh cứ đi đi Số trời thật chớ trêu Khi mà chị Nhi mà cô nhân viên vừa nhắc đến lại chính là An Nhi mà đang đang muốn tránh né. Cô gái lúc nãy chính là em ruột của An Nhi, tên là An Ninh. An Ninh không có hứng thú với việc kinh doanh này, toàn là máy móc như ông Dũng với An Nhi, nên chỉ toàn tâm toàn ý theo ngành dược sĩ. Ninh chỉ vừa mới tốt nghiệp và đang thực tập tại cửa hàng thuốc này thôi, nên gặp trường hợp như đăng, cô ta đương nhiên không dám dớ. An Ninh đi một lúc lâu nhưng chưa thấy quay lại, chắc vì trời đã khuya. Nên khó tìm được cửa hàng quần áo Cô nhân viên trong tiệm giúp cho anh Sát thương và cầm máu Sau đó băng sơ cho anh một miếng băng gạc Rồi đỡ anh nằm tựa luôn trên ghế Chợp mắt cố gắng chịu đựng Vân My ở nhà cũng đợi gần 2 tiếng đồng hồ Mà Đăng vẫn cứ bật vô âm tín Nên có chút bấn loạn trong lòng Cô nhìn điện thoại suy nghĩ một hồi Rồi sau đó quyết định gọi lại cho Đăng Mặc dù cô cũng nhận được tin nhắn trước đó Trường reo lên được vài hồi thì bên kia mới vang lên giọng nói có chút trầm ồn của Đăng. Alo em nghe. Cậu có đến chỗ tôi không? Nói là đến mà lâu rồi chưa thấy. Chỗ cậu cách chỗ tôi đâu có xa chứ. Em kẹt xe nên đến muộn một chút. Hay chị mệt chị chợp mắt một chút đi. Em đến ngay. Hay là cậu... Anh Đăng, sao anh biết chỗ này mà đến ạ? À? Một giọng nữ vang lên rõ ràng bên tai, khiến cho Vân Mi trao mày khó hiểu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lòng cô như phát hỏa, rồi lại nghĩ rằng đang đang chơi sò mình khi mà hẹn cô, nhưng thực tế anh lại đang đi với người con gái khác. Mọi sự hụt hẫng lẫn với tức giận, bởi vì cảm giác bị phản bội đang càng ngày càng hiện về dồn dập, khiến cho cô buông lời khắt gỏng. Nếu như cậu đang bận, thì cậu đừng có tới. Đang nghe xong câu đó liền nghe một chàng tiếng tít tít kéo dài. Người vừa lên tiếng hỏi anh chính là An Nhi. Cô ta vừa đến hiệu thuốc để đón em gái thì lại gặp Đăng ở đó nên vui mừng hớn hở. Cô ta vội vàng chạy đến chỗ Đăng thì thấy Đăng đang đặt điện thoại xuống bàn mà trên người lại toàn là vết máu. Ôi trời ơi anh Đăng, anh bị làm sao thế này? Cô gì ơi, cô gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương đi. Sao ở đây có người bị thương nặng thế này? Mà các người cứ đứng như thế à? An Nhi hớt hải, tay đỡ người đăng, miệng thì không ngừng gọi cô nhân viên kia. Đăng lúc này đã mất quá nhiều máu, nên ý thức của anh cũng dần dần cạn kiệt. Anh vừa biết Vân Mi hiểu lầm nên cúp máy, anh cũng biết An Nhi đang chạm tay vào mình. Nhưng thân thể của anh lúc này mệt lạ, mọi thứ quay cuồng, sau đó cũng tối đen tĩnh mịch. Anh Đăng! Anh Đăng này! Anh Đăng! Cô kia mau giúp tôi! Nhanh lên! đăng ngã xuống trong vòng tay của an nhi anh không còn biết gì nữa hai cô gái yếu ớt kéo đăng ra được đến cửa tiệm thì xe cấp cứu cũng vừa hay đi tới trong tình huống cấp bách nên ai nấy đều lo tập trung đưa đăng lên xe và đến ngay bệnh viện an nhi ngồi trên xe nắm chặt lấy bàn tay của đăng nước mắt cô ta rơi lã chã nhìn những cây kim nhọn hoắt đang lần lượt cắm trên người của anh khiến cô ta đau nhói chưa bao giờ cô ta chứng kiến một hoàng đăng lạnh lùng khó tính, lại mê man bất tỉnh như vậy. Chiếc xe cứu thương lao nhanh vun vút, trên quãng đường dài, chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện. Đang được các y bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu ngay sau đó. Còn An Nhi thì ngồi bên ngoài, đợi tin tức từ bên trong. An Nhi chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này. Nghĩ một hồi cô lại không thể nào ở đây một mình, vậy nên cô bèn gọi cho Tuyết đến đây với mình. Alo. Tuyết đi à? Nhi đây. Ừ. Sao thế? Giọng điệu làm sao? Có chuyện gì à? Tuyết nghe giọng nói của An Nhi đang sụt sùi muốn khóc nên cô lập tức hỏi lại. An Nhi nghe vậy mới khóc to hơn. Anh đang anh đang gặp tai nạn rồi. Anh ấy đang ở bệnh viện thành phố. Tuyết à, Tuyết mau qua đây với Nhi đi. Cái gì cơ? Nhi vừa nói cái gì? Thôi được rồi, được rồi. Đợi đợi Tuyết một chút. Tuyết Tuyết chạy qua đây. Cô máy xong nhìn mới an tâm ngồi đó và chờ đợi. Văn mi ở nhà lúc này đột nhiên cứ thấy thấp thỏm không yên, giống như có một sự cảm không lành. Cô cúp máy với đăng xong, cô đứng trầm ngâm mãi ở bức tường kính, rồi thả hồn mình ra bên ngoài trời đêm. Vụ gì? Chị mới ra gọt trái cây cho mày. Lại có chuyện gì mà mặt mày buồn thiêu thế hả? Chị Ngân này, hình như đang có bạn gái rồi. Cái gì cơ? Nghe Vân Mì nói mà chị Ngân phải đặt ngay dĩa trái cây xuống bàn Rồi ngạc nhiên và nói tiếp Mày vừa nói cái gì? Em nói Hình như đang có bạn gái chị ạ à? Sao lại có thể? Nó cứ đeo bám mày Như đỉa vậy cơ mà Vân Mì bỗng cười nhếch lên bất cần Và nói với chị Ngân Hình như đàn ông trên đời Không ai là thật lòng thật dạ đâu chị Bao gồm cả cậu ta Mày đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình rong Đừng có mà vơ đũa cả nắm Chị thấy đằng nó không như thế Tuy không biết nó là bao nhiêu Nhưng mà chị lại có lòng tin mãnh liệt vào nó Em cũng chả rõ Em chỉ biết cậu ta hẹn em rằng Sẽ đến đây gặp em Nhưng mà mấy tiếng trôi qua Cậu ta cũng chả có chút tâm hơi nào Vừa rồi Em gọi cho cậu ta Vì... Vì nói chung em sợ cậu ta trên đường gặp chuyện gì đó không hay. Nhưng mà có chuyện gì đâu. Cậu ta đang ở chung với một cô gái nào đấy. Mày có nghe nhầm không? Tiếng cô gái kia rõ mồn một, vang vọng trong tai em. Làm sao mà em nhầm được? Nhưng mà không sao. Nếu cậu ta đúng là người tốt như chị nói, có lẽ đối tượng của cậu ta không nên là người như em đâu chị. Vân Mi nói chuyện như một kẻ bất cần đời, Cô tự hạ thấp bản thân mình Khiến chị Ngân thấy khó chịu Đánh vào vai của cô Cái con nhỏ này Mày tự hạ thấp mày làm cái gì chứ Người như mày là người như thế nào Sao hôm nay mày lại khiêm tốn như vậy chứ Đồ quá đáng Em không khiêm tốn Chỉ là một người đàn bà đã cũ như em Thì không nên có tư tưởng gì Đến người hoàn hảo như Đăng cả Có lẽ vì em lợi dụng cậu ấy Đối phó với bà cầm Nên em cảm thấy có chút áy náy Em chỉ muốn nói chuyện thêm với cậu ấy thôi Chứ không có gì đâu chị Mi này Mày nói thật cho chị xem nào Đang nói vì mày nhiều như thế Mà mày thật sự không có tình cảm gì với nó à Mi nghe chị Ngân nói Mà cô suy nghĩ không thôi Cô có cảm giác gì với Đăng hay không Cô còn không biết Cảm xúc của cô hiện tại đang hết sức bấn loạn Nó như một con đường dài Mà cô muốn đi nhanh qua đó Để xem cuối đường là những gì Là điều tốt đẹp hay bất hạnh... Có ai chào đón mình hay không? Nhưng mà cô có đi mãi... Đi mãi cũng chẳng tới... Thậm chí trên đường còn thấy lạnh lẽo trống trải... Đến muốn buông lơi hết tất cả mọi thứ... Em cũng không rõ... Tạm thời em không muốn nghĩ về những chuyện đó... Chị mệt bọn mày quá... Bọn mày mới giống như đang chơi trò đuổi bắt đấy... Chị không ép mày gì hết... Nhưng mà chị khuyên mày... Sai một lần không có nghĩa là sai cả đời... Mày còn trẻ, đừng có mà suy nghĩ tiêu cực, mau già đi đấy. Chị thấy thằng Đăng nó tốt, chắc là có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhiều khi nó xuất sắc như vậy, nên mấy con ruồi mấy con mũi cũng muốn vây nó. Chuyện này mày đừng vội kết luận, không khéo lại đổ an, tội nó em à. Em đã nói gì đâu chị. Thôi, trời khuya rồi, chị đi ngủ đi, mai còn đi làm. Em mệt rồi, em ngủ đây. Thôi được rồi, ngủ đi nhá. Nhớ đừng có nghĩ nhiều Nghĩ nhiều giả đấy, nghe chưa? Dạ vâng, em nghe bà chị Trong khi thành phố đang ngủ đêm Thì Khánh và Thắng lại đang miệt mài trên những sòng bạc ở casino Ở đây ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày Lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào như thế Tài, Tài đi Tài, Tài, ôi trời ạ Khánh đứng ở bàn lắc tài xỉu Từ đầu hôm qua đến giờ, mà chưa chịu đi bởi vì anh đang thắng đậm. Vậy mà muốn chơi hết một vố cuối, gom gấp đôi số tiền mình đang có thì lại thua mất trắng. Khanh tiếc nuối ôm đầu và miếu máu, số tiền cả tỷ cho bàn cược đó bay đi trong một giây khiến cho hắn đau đầu. Tuy vậy hắn lại càng quyết tâm muốn gỡ. Dù gì cũng đã vay ở đây hai lần rồi thì bây giờ vay thêm để gỡ. Chắc là không sao đâu. Nghĩ cho vậy hắn liền lên trên tầng, xin vào phòng của hắn. Sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với tên Tam. Anh Tam, em muốn vay anh thêm ít tiền, có được không ạ? Tên Tam ngồi trên ghế sofa nhìn Khánh, mà nổi lên một ý cười nham hiểm. Lần này mày muốn mượn bao nhiêu? Dạ, một tỷ. Em mượn một tỷ, em gỡ lại được vốn. Em trả anh ngay. Trả liền hay không thì tao không ép. Miễn tiền lãi đừng thiếu một xu là được. Vậy thêm một tỷ. Là tổng cộng mày nợ tao bốn tỷ nhá. Đừng có giờ trò mất chi nhớ. Lúc đóng lãi đấy. Nếu không ấy. Tao ấy cho mày. Lỗ tai của mày. Tất cả mọi thứ của mày. Tao mang hấp cho cá ăn đấy. Dạ dạ em không dám đâu anh Tam. Em em đóng lãi cho anh. Đúng hẹn à. Tiền Tam hài lòng vẫy tay ra hiệu cho đàn em. Lát sau bản thỏa thuận vay tiền cũng được mang đến. Vì ánh sáng trong phòng không đủ Cộng với việc Khánh chỉ quan tâm đến con số được ghi trên đó thôi Nên anh ta không suy nghĩ nhiều Mà ký xẹt để có tiền ngay Đây là giấy nợ thứ tư mà hắn ta ký Vẫn chưa hề biết rằng Tên của người cho vay nợ Lại chính là Nguyễn Vân My Yến vội vàng chạy đến bệnh viện Cùng với ông Khôi và bà Cầm Ai nấy đều hốt hoảng khi hay tin Đang gặp nạn Nên không một ai chịu ở nhà Chờ tin tức dù bây giờ là nửa đêm. Nhi, Nhi sao rồi con? Thằng đang nói làm sao hả con? Bà cầm nóng lòng con trai nên không màng tất cả chạy đến chỗ Tuyết nắm lấy tay cô hỏi chuyện. Tuyết thấy có người đến thì nỗi hoang mang lo sợ lúc nãy đã được đền đáp nên vỡ òa khóc nấc. Con cũng không rõ lúc con đến cửa hàng thuốc đón em gái thì thấy anh ấy ở đó thân người toàn là máu me nên con vội vàng đưa anh ấy tới đây còn rất sợ mọi người sẽ lo lắng nhưng mà con sợ một mình không biết phải làm sao thế nên con mới gọi tuyết à trời ơi người nó no máu thì không sao rồi không biết nó có bị làm sao đây ông à ông xem mà hỏi thăm tình hình của con đi ông khôi cũng xót ruột lắm và lo lắng không kém gì bà cầm nhưng hơn ai hết ông là người luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí Bây giờ nó đang trong đấy, chúng ta không hỏi được. Việc bây giờ có thể làm là ngồi yên ở đây chờ bác sĩ ra thông báo tình hình thôi bà. Tuyết thấy bà cầm phát hoảng, chính cô cũng đang rối loạn giống như bà, nên bèn dìu bà ngồi xuống ghế, nói nhỏ với bà. Mẹ à, mẹ ngồi xuống đây bình tĩnh chờ tin anh hai. Anh hai là người sống hiền lành, không có gây tội lỗi gì nên ông trời thương anh ấy lắm. Mẹ đừng có lo lắng quá rồi mệt ạ. À? Ba ơi, ba cũng ngồi xuống đây đi ạ. À? Ông khôi buồn bã gật đầu rồi đi đến ngồi cạnh bà cầm, vỗ tay lên vai động viên bà, bình tĩnh lại. Hơn một tiếng sau, cũng là vào lúc nửa đêm, ca cấp cứu mới hoàn thành. Bác sĩ bên trong ra thông báo, đang không làm sao, anh chỉ bị xây sát nhẹ, chấn thương phần mềm và một vết rách sâu, dài ở phía sau mang tai đã được khâu vá lại nên không còn làm sao. Chỉ là anh được cấp cứu chế gây mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể cho tốt là anh sẽ dần dần bình phục lại ngay. Đang được chuyển lên phòng bệnh VIP 1 trên tầng 30, thấy mọi thứ ổn định nên Tuyết nhìn Nhi và nói. Nhi này, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Nhi cũng thúc trực ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhi gọi tài xế được không? hay là để tài xế nhà tuyết đưa nhi về nhé từ lúc đang được chuyển lên phòng bệnh nhi luôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay của anh ông khôi thấy đó là điều bình thường nên ông không quan tâm bà cầm thì ngồi bên đối diện cũng đang vừa nắm vừa ôm con trai nên không để ý việc thân mật mà nhi dành cho đăng chỉ có tuyết là nhìn ra vấn đề nên mới nói khéo để nhi về trước dù gì trời cũng không còn sớm tuyết có bảo nhi đi về cũng không có gì là quá đáng cả Nhìn nghe Tuyết nói thì liền nhìn Tuyết bằng đôi mắt mệt mỏi và đáp lời. Nhi không về đâu, để Nhi ở lại đây chăm sóc cho anh Tăng. Tuyết à, mau đưa hai bác về trước đi. Chuyện ở đây Nhi làm giúp mọi người. Bà cầm bây giờ mới nhận ra vấn đề mà Tuyết đang nghĩ. Bà bèn đứng lên nắm tay Nhi, nhẹ nhàng kéo cô sang chỗ khác. Tuyết nó nói không sai, chuyện nhà bác mà để cho con phải nhọc lòng như vậy Làm bác ngại quá Bây giờ thì mọi thứ cũng ổn rồi Con nên đi về Hôm khác rảnh rỗi rồi đến thăm nó sau Bây giờ nó đang còn hôn mê chưa tỉnh Con ở lại cũng chả làm được gì Thôi con cứ về đi ờ, dạ dạ con nhi muốn nói cô không muốn về Cô muốn ở lại Nhưng Tuyết hiểu ý chen ngang Để Tuyết gọi tài xế Lên đây đưa Nhi về nhá Trời tối quá rồi để Nhi về một mình, Tuyết cũng không yên tâm. Nói là làm, Tuyết lấy điện thoại cho tài xế của mình ngay. Nhi bị nói đến như vậy, nên hết đường xin ở lại. Cô ta chịu đành thôi ra về. Sáng hôm sau, Vân Mi và chị Ngân chờ nhau đi làm như ngày thường. Mi không biết có phải không được vui trong lòng hay không, mà cứ hầm hầm không nói không cười. Thật ra là vì cô còn nhớ chuyện khi tối, giọng nói của cô gái kia. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn và tức giận. Chỉ vì hai người không là gì của nhau, nên cô không tiện nói ra mớ cảm xúc này. Không một ai hiểu cho cô. Này mi mày có để ý thấy cái gì không? Sao thế hả à, chị Ngân? Con bé này, vào giờ làm cũng hơn một tiếng rồi, mà chị chưa thấy Đăng nó đi làm. Vậy thì sao hả à, chị? Còn sao với Trăng cái gì? Nó có bao giờ nghỉ làm đâu. Nó muốn đi làm để gặp mày còn không hết. Mày, Mày gọi cho nó thử xem, chứ chị thấy kỳ lạ quá. Chị gọi đi. Dù gì đang cũng thường gọi cho chị hơn em, nên là Nên nên cái gì? Mày có tin tao tát cho mày tỉnh không? Rõ ràng là quan tâm mà mày cứ giả vờ ngó lơ là như thế nào? Vì không muốn đối diện với lòng mình, qua vài lời nói của chị ngân nữa, nên bèn tránh sang chỗ khác cho qua chuyện. Chị ngân biết tính cô như vậy nên không trách, nhưng cũng không nói gì với cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Chúng ta vừa mới lắng nghe xong những nội dung của câu chuyện này. Tâm An thật sự là rất là hà hê khi mà nhìn thấy Khánh bây giờ đang phải trả giá cho những sai lầm mà anh đã đối xử cho mi Có thể là đối xử với một người con gái, cho dù là anh ta hết yêu, cho dù hai người không còn tình cảm với nhau nữa thì có thể chia tay thẳng thắn nhưng mà đối với đứa bé còn chưa hành hình Chưa thành hình Mà Khánh lại đối xử với My như vậy Đối xử với mẹ con của My như vậy Thì anh ta nhất định phải trả giá Bây giờ anh ta anh ta đang quay cuồng Trong vòng xoáy của tiền bạc Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Khánh Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tập 9 Cũng chính là tập cuối của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai Quý vị hãy cùng theo dõi cùng lắng nghe Và ủng hộ cho Tâm An nhé còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại